Một bộ tin và sống xin kính chào quý vị. Xin mời quý vị cùng nghe câu chuyện Đức tin với tựa đề Tôi chưa từng hối hận. Đây là một câu chuyện có thật ở Mỹ. Tuy thời gian xảy ra là hơn 10 năm trước, nhưng vẫn được lưu truyền đến nhiều năm sau đó. Vào một buổi tối tháng 1 năm 2007, anh Shanna McNay lái chiếc xe Ford từ Portland đến Cherry, cách đó khoảng 80 km, để ký hợp đồng. Hợp đồng này là thành quả đàm phán gian nan hơn 3 tháng qua. Vì vậy, anh vô cùng vui mừng phấn khởi, cả quãng đường đều lái xe rất nhanh. Cuối cùng, khi đến nơi, anh Shanna dừng lại. Nhờ ánh đèn, anh phát hiện ra thấy có thứ gì đó kỳ lạ dính vào bánh xe bên phải phía trước. Khi đến gần thì anh ngửi thấy mùi máu. Anh Shanna lập tức căng thẳng hồi hộp. Chẳng lẽ là mình lái xe nhanh nên tông phải ai rồi sao? Anh nhớ lại, hình như không có đụng phải ai cả mà. Nhưng anh Shanna vẫn không yên tâm, lập tức khởi động xe, quay lại định tìm kiếm ven đường. Lúc này, đối tác đợi ký hợp đồng gọi điện thoại giúp anh nhanh lên. Anh Shanna giải thích rằng mình gặp chuyện gấp, một lát nữa sẽ đến ngay. Bên kia nổi giận, mắng anh rồi gác máy. Anh Shanna giật mình. Hợp đồng đó đến 3 triệu đô la đấy, nhưng mà anh vẫn quyết định lái xe đi. Trong đêm đầy sương mù, anh Shanna vừa lái xe, vừa quan sát bên đường. Cuối cùng, đi được nửa đường trên cao tốc, anh nhìn thấy có một người đang nằm ở đó. Anh nhanh chóng đổ xe lại, nhìn xem thì nhận ra đó là một cô bé, đột khoảng 13-14 tuổi, đang nằm hôn mê. Đầu của cô bé bị thương, máu chảy rất nhiều. Anh Shanna lập tức đưa đứa trẻ đến bệnh viện. Sau khi được cấp cứu, đứa bé đã thoát khỏi cơn nguy kịch nhưng vẫn hôn mê. Cảnh sát liên lạc với bố mẹ đứa bé, hai vợ chồng vừa gào thét vừa đánh anh Shanna. Anh không giải thích mà im lặng chịu đựng. Gia đình anh nói anh ngốc quá, không có gì chứng minh anh là thủ phạm, tội gì anh phải bị đổ trách nhiệm lên đầu mình chứ. Anh Shanna hoàn toàn không giải thích nhiều. Anh nghỉ việc, mỗi ngày đều trông chừng cô bé bị thương tên là Catherine và trả tiền viện phí cho cô bé. Cô bé Catherine hôn mê 26 ngày, anh Shanna luôn túc trực, không rời suốt 26 ngày đó và đã tốn hơn 38.000 đô la tiền viện phí. May mắn là vào ngày thứ 27, cuối cùng Catherine đã tỉnh lại và nói rõ sự thật với mọi người. Hôm xảy ra sự việc, cô bé đang ngoài ô để vẽ tranh, trên đường quay về thì bị một chiếc xe mô tô đụng phải. Thì ra vết máu trên bánh xe của anh Shanna chỉ là do khi chạy ngang qua, Catherine đã cán phải máu của cô bé chạy ra trên đất. Cuối cùng, sự việc đã rõ ràng. Khi được truyền thông địa phương phỏng vấn, anh Shanna trả lời rất đơn giản. Khi đó tôi chỉ nghĩ rằng nếu mình không quay lại kiểm tra thì cả đời này tôi sẽ không cảm thấy thoải mái. Tôi làm như vậy chỉ là để mình yên tâm. Tôi chưa từng hối hận. Anh Shanna thật ngưỡng mộ. Đa số mọi người gặp tình cảnh như thế đều sẽ không hành động như anh để khỏi phải chịu cảnh ách cửa đàn đi mang vào cổ. Tuy nhiên, tôi tin rằng đâu đó xung quanh chúng ta vẫn còn có nhiều người như anh Shanna. Thánh Kinh ghi lại câu chuyện do Chúa Giêsu kể về một người Samari nhân lành để trả lời câu hỏi của một chuyên gia kinh luật: ai là người lân cận tôi? Một người Do Thái đi từ Jerusalem xuống Jericho, giữa đường bị cướp, chúng lột hết quần áo tiền bạc, đánh đập tàn nhẫn rồi bỏ nằm vợ sống vợ chết bên vệ đường. Tình cờ, một thầy tế lễ là một chức sắc Do Thái giáo đi ngang qua, thấy nạn nhân liền tránh sang bên kia đường đi luôn.
hoặc hay Levi, người phục vụ trong đền thờ, đi qua trông thấy cùng bỏ đi. Đến lượt một người Samari, dân bị người Do Thái khinh thường, đi qua đường, nhìn thấy nạn nhân thì động lòng trắc ẩn, nên lại gần. Lấy thuốc thoa bóp và băng bó các vết thương, rồi đỡ nạn nhân lên lưng lừa mình, chở đến quán trọ cấp cứu. Hôm sau, người ấy trao cho chủ quán một số tiền vào săn sóc nạn nhân và dặn, nếu còn thiếu, khi trở về tôi sẽ trả thêm. Chúa Giê-xu hỏi thầy dạy luật, vậy trong ba người đó, ai là người lân cận với kẻ bị cướp? Thầy dạy luật đáp, người đã cứu giúp nạn nhân. Chúa dạy, ông hãy đi và làm đúng như vậy. Phúc âm Luca chương 10 từ câu 30 đến câu 37, Chúa yêu thương bạn. Thank you.